Định nghĩa về một tiền đạo cắm tại Real Madrid trong hơn 20 năm qua là như thế nào? Đó là một thợ săn bàn thắng, một cầu thủ chủ công hàng đầu, là niềm cảm hứng cho những đồng đội bên cạnh để hướng tới những hành trình đăng quang đáng nhớ. Đó là những Ronaldo de Lima, Ruud van Nistelrooy, Raul Gonzalez, Benzema và đáng nhớ nhất trong thập kỷ vừa rồi chính là CR7. Và trong năm 2023, chúng ta có Joselu, nghe như một trò đùa vậy. Một chân sút vừa xuống hạng với Espanyol ở độ tuổi 33 được đem về Real Madrid với mục tiêu cân đối tài chính thì cùng lắm chỉ là một nhân tố dự bị xoay tua cho những chủ lực. Chẳng ai hy vọng vào một phép màu nào sẽ đến với học viên một thời của lò Castilla này. Vào giai đoạn tháng 10 năm ngoái, khi ấy thì tài năng sớm nở chóng tàn của lò La Masia Bojan Krkić đã công bố bộ phim tài liệu Bojan đằng sau nụ cười, nhắc về những ký ức của mình trong đời cầu thủ. Tại đó, ai cũng nhắc về người chiến hữu năm xưa cùng khoác chung màu áo Stoke City mùa giải 15-16. Lý do cho quyết định của tôi là đưa ra một thông điệp tích cực. Nó không phải là một bộ phim tài liệu chỉ dành cho người hâm mộ bóng đá. Nó đi xa hơn, nó nói về các trường hợp cá nhân và gửi thông điệp rằng Messi không phải là ví dụ. Cả Messi lẫn Cristiano hay Rafael Nadal đều không phải là những trường hợp bình thường. Họ không thể là tấm gương cho giới trẻ, họ thật phi thường. Thành công không phải vậy, nó sẽ chỉ xảy ra với họ. Thành công có thể được áp dụng cho nhiều trường hợp khác. Đối với tôi, Sergio Canales là một vận động viên thành công vì anh ấy đã bị rách đầu gối 3 lần và đã lọt vào đội tuyển quốc gia. Joselu 33 tuổi đã đến Madrid, những tình huống ấy đã thành công. Trong lời nhắn gửi của thần đồng một thời lò La Masia, có thể thấy cái tên Joselu Mato nổi lên như một người bình thường dưới những siêu sao thành Madrid. Và quả nhiên là như vậy, sự xuất hiện của anh có nhiều nét tương đồng với việc Luke de Jong hay Martin Braithwaite lại có mặt trong màu áo của Barcelona vậy. Nó đến theo hướng thời điểm là nhiều phần. Bởi nếu như Barca hay Real Madrid có những lựa chọn, có một khoản chi dư giả hơn thì chắc chắn là những gương mặt này sẽ chẳng có cơ hội tỏa sáng. Joselu đã từng có những năm tháng thi đấu cho đội trẻ Castilla mùa giải 11-12 và ghi được 26 bàn sau 37 lượt trận. Khi mà thời điểm đó hàng công của Real Madrid ghi cả 100 bàn mỗi mùa dưới triều đại của Jose Mourinho, dĩ nhiên là cầu thủ này chẳng có cơ hội để được thi đấu. Anh có đúng một lần ra sân trong đội hình chính và sau đó thì phiêu bạt đến nước Đức trong màu áo của Hoffenheim, Frankfurt, Hannover và đáng chú ý là Stoke City từ mùa giải 14-15. Trong hai mùa bóng chơi cho đội bóng Anh quốc, cầu thủ này ghi được tổng cộng là 14 bàn sau 59 lượt trận trên mọi đấu trường. Sau đó, anh được đem đi cho mượn tại Deportivo trước khi có một quãng thời gian tiếp theo lưu lạc đến Newcastle, Alaves và sau cùng là Espanyol. Tại đội tuyển quốc gia, phải đến tháng 3 năm 2023 ở độ tuổi 33 thì anh mới có lần đầu tiên khoác áo La Roja và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lần triệu tập kể từ năm 2006. Một cầu thủ rất đời thường trong những năm tháng tưởng như là xế tà của sự nghiệp nhưng lại được trao cho một sứ mệnh cực lớn. Hành trình huyền thoại của Joselu được trao vào tháng 7 năm ngoái với bản hợp đồng cho mượn từ Espanyol với không nhiều kỳ vọng cho lắm. Dấu ấn đậm nét đầu tiên của anh đến trong khoảng thời gian 9 tháng trước với cú ngả bàn đèn ngay trong trận giao hữu đầu mùa giải trước Manchester United. Là một tiền đạo thuộc hàng cổ điển, nhưng hiếm ai nghĩ ngay từ khi khoác lên mình chiếc áo trắng, anh lại có thể được như chắp cánh như vậy. Trải qua hai lượt trận đầu tiên tại La Liga không để lại dấu ấn, Joselu đã có mặt đóng góp một bàn và một kiến tạo trong hai chiến thắng tối thiểu ở những vòng đấu tiếp theo. Kể từ đó cho đến giai đoạn trước kỳ hội quân đội tuyển vào tháng 10, Joselu vẫn thi đấu ổn định và góp công vào nhiều khoảnh khắc quan trọng. Sau đó thì anh không được bén duyên lắm ở sân chơi La Liga. Bù lại thì ở vòng bảng Champions League và trận đấu trước Atlético Madrid tại siêu cúp Tây Ban Nha, những bàn thắng tiếp theo đã tới. Người ta vẫn mải ca ngợi Jude Bellingham, Vinicius mà không quá chú trọng đến nhân tố bí ẩn vẫn đang cần mẫn, chiến đấu hết mình cho những phút ra sân quý giá. Bàn thắng gần nhất của anh trước trận bán kết với Bayern Munich, nó đến trong trận hòa 1-1 trước Rayo Vallecano vào giữa tháng 2 vòng 25. Có chăng thì thêm một khoảnh khắc nữa trước Cadiz trong cái ngày mà Ancelotti trao cơ hội cho phần lớn là những cái tên ở đội dự bị. Chỉ có 3 phút thi đấu ngắn ngủi trong lượt trận lượt đi đã kết thúc với tỷ số 2-2 trước Hùm Xám. Chẳng ai ngó ngàng đến cầu thủ bình thường nhất trong lòng một tập thể toàn siêu sao. Cho đến khi sóng gió ập đến trong một ngày mà Santiago Bernabeu chốt lồng, Carlo Ancelotti buộc lòng phải đưa vào sân những làn gió mới trên hàng tấn công, thay đổi cấu trúc đội hình. Khi mà những Rodrigo Goes hay Vinicius Junior đều gặp phải vận đen, Jude Bellingham như thường lệ biến mất trong những trận cầu khắc nghiệt. Một sự đột biến cần phải diễn ra. Cú sút của Vini không quá nguy hiểm, nhưng nó đủ để khiến cho thủ thành Manuel Neuer bị ói bóng.
Chỉ cần một khoảnh khắc lơ là như thế thôi, Joselu đã xuất hiện ngay trước mặt của người gác đền phía bên kia, kết liễu tình huống lạnh lùng. Và cũng chính anh với pha giữ vị trí chuẩn xác, đệm bóng cận thành không thể cản phá, đã tắt lịm kế hoạch tử thủ của Thomas Tuchel phía bên kia. Joselu chứ không phải ai khác, chính là cầu thủ đã chơi hay nhất trong trận đấu, đưa kền kền trắng tiến thêm một bước nữa với cú El Decimo Quinto ngay phía trước. Những Madridista ngân vang tên anh trong ca khúc truyền thống của câu lạc bộ. Trong ngày hôm nay, Joselu chính là tín ngưỡng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Chẳng phải cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng anh cần mẫn và cho thấy lý do đội bóng đặt niềm tin vào mình là vô cùng xứng đáng. Jude Bellingham sau trận đấu đã chung vui cùng với người đồng đội, cho rằng hôm nay sẽ là một đêm đáng nhớ với nhân vật chính của màn thư hùng. Tôi luôn nói rằng ai là người ghi bàn không quan trọng. Tôi không nghĩ tối nay anh ấy sẽ ngủ nhiều. Anh ấy chắc sẽ vô dụng luôn trong buổi tập ngày mai. Thành thật mà nói, anh ấy xứng đáng với điều đó. Anh ấy là một thành viên tuyệt vời của đội hình trong cả mùa giải. Đây là đêm đáng nhớ với Joselu. Còn về phần Carlo Ancelotti, ông khẳng định đây là đội bóng tốt nhất mà tôi từng có trong sự nghiệp của mình. Chúng tôi đã chơi tốt. Thành thật mà nói, chúng tôi đã có cơ hội và kiểm soát trận đấu. Và chúng tôi đã có sức mạnh để đi lên khi họ ghi bàn. Nó đã xảy ra một lần nữa ở đây. Nó khá hữu ích. Bernabeu, với sự ủng hộ của các cổ động viên, chúng tôi có thể làm được điều gì đó bất ngờ. Tôi thực sự biết ơn các cầu thủ. Họ đã làm việc thực sự chăm chỉ trong một bầu không khí tuyệt vời. Họ khiêm tốn và hào phóng. Đây là đội hình tốt nhất mà tôi từng có trong sự nghiệp của mình. Không biết có phải là phút cao hứng hay không khi mà thầy An khẳng định câu cuối cùng rằng ông đang sở hữu những cái tên xuất sắc nhất. Liệu họ có sánh ngang với khối cây thông trong 9 năm Ancelotti dẫn dắt Real Madrid hay giai đoạn thăng hoa mùa 13-14 cùng với chiếc vô địch C1 hay không? Nhưng bỏ qua những sự so sánh, lời khẳng định đó cũng đồng nghĩa thầy An hài lòng với Joselu ở vai trò số 9, cũng là tiền đạo cắm thuần túy duy nhất mà Real Madrid sở hữu vào lúc này. Anh ấy là một sự phản ánh tuyệt vời, bởi vì anh ấy là một cầu thủ đã đóng góp rất nhiều trong mùa giải năm nay, ngay cả khi anh ấy không chơi nhiều phút. Nhưng anh ấy là sự phản ánh hoàn hảo về đội hình này. Những cầu thủ đóng góp rất nhiều mà không mất tự tin nếu họ không thi đấu, và ý tưởng rằng họ có thể cung cấp cho đội một cái gì đó. Joselu, nhiều người khẳng định rằng sau mùa giải này thì anh sẽ trở lại với Espanyol và tiếp tục những ngày tháng nhẹ nhàng ở giải hạng nhất trước khi giã từ sự nghiệp. Nhưng với những đóng góp hiện có, nếu như Real Madrid giành được cú El Decimo Quinto như dự tính, thì khả năng cao là Florentino Perez sẽ trao thưởng một bản hợp đồng chính thức cho cầu thủ từng bị ghẻ lạnh này. Việc sở hữu Kylian Mbappe càng khả thi hơn với Real Madrid khi hành trình cuối cùng trên đất Pháp của Ninja Rùa đã chính thức khép lại. Nhưng nếu với Joselu, với những cầu thủ xuất sắc còn lại mà kền kền trắng vẫn lên được đỉnh C1 thêm lần nữa, vậy thì có chắc công thức cho một tiền đạo số má trên hàng công liệu còn hiệu quả? Thật bất ngờ và thật thú vị khi mà đã dẫn đầu trên hàng công trong một tập thể chuẩn bị thống trị châu Âu một lần nữa lại là một con người bình thường. Nhưng cũng có thể, nếu mọi sự chú ý, người chiến hữu cũ Bojan Krkić sẽ nên sửa lại lời khẳng định của mình về sự nghiệp thành công của một cầu thủ gắn liền với những ai trong giới bóng đá. Đó có thể là Sergio Canales, còn Joselu Mato thì chưa chắc đâu nhé.